Thưa quý vị và các bạn, gần đây người dân thôn Lộc Ninh, xã Ngọc Châu, huyện Tân Yên đã phát hiện có nhiều chiếc xe tải lớn chở rác, đổ trộm rác và lấp ở khu vực thuộc địa phận của thôn. Tình trạng này đã gây ra ô nhiễm môi trường tại địa phương và khiến nhiều người dân bức xúc. Sau nhiều ngày theo dõi, vừa qua, người dân thôn Lộc Ninh đã bắt quả tang 3 chiếc xe tải chở rác đổ trộm vào địa phận của thôn. Trong đó có 2 xe đã đổ rác và 1 chiếc xe chưa kịp đổ. Ước tính lượng rác cả 3 xe lên tới khoảng 25 khối. Bà con bảo là nó cứ đi nó phủ này thì đầu tiên nó cứ đi qua thì cũng tưởng là nó chở đất vào, nhưng không biết. Qua nó đi ra đây thì nó bảo úc quái thì xe chở đất gì mà thối thế. Thế nó mới quay phóng xe lên nó đón trước cái xe này thì nó bắt đầu nó mới bỏ xe rác nó mới giữ lại, xong nó mới điện nó gọi bà con đang đánh bóng đây thế mới ra mới giữ được. Theo người dân thôn Lộc Ninh, tình trạng đổ trộm rác thải đã xuất hiện khoảng 2 tuần nay. Các xe tải chở rác thường chạy vào buổi chiều tối và được be bịt kín thùng để tránh sự phát hiện của người dân. Sau đó đổ trộm và chôn lấp tại địa bàn thôn. Khi người dân trực tiếp thuê máy xúc thì phát hiện đã có lượng lớn rác thải đã được chôn lấp. Ngày hôm qua đấy là chúng tôi phát hiện thấy là 5 xe thì 2 xe đổ rồi, còn 3 xe chưa đổ. Rất bức xúc về cái môi trường làm ảnh hưởng đến toàn dân thôn Đồng Ninh chúng tôi. Cái hiện trường ở đây các anh các chị về thấy là nó không phải là 500-700 khối rồi, chứ không phải nói nếu như người dân không bức xúc mà không trách nhiệm với chính mình thì như vậy là nếu cứ để như thế này thì là không biết là cái môi trường của chúng tôi nó sẽ ảnh hưởng đến mức độ như thế nào. Trước tình trạng đổ trộm rác thải, người dân thôn Lộc Ninh rất lo lắng bởi lượng rác lớn chôn lấp không qua xử lý sẽ gây ô nhiễm nguồn nước, ảnh hưởng đến sản xuất, môi trường, cuộc sống tại địa phương. Điều này rất cần sự vào cuộc của chính quyền để nhanh chóng giải quyết, tránh để xảy ra bức xúc trong nhân dân.